Bản tin trưa nay tiếp tục với các tin tức khác. Thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1 năm 2024 đạt gần 460 triệu đô la Mỹ, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2023. Một trong những điều kiện thuận lợi để tăng tốc xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024 là nhờ Việt Nam đã ký kết 16 Hiệp định Thương mại Tự do FTA, trong đó 15 FTA đang thực thi. Với các FTA, xuất khẩu ngành hàng này có lợi thế nhờ ưu đãi thuế quan, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu cần bảo đảm về chất lượng, tiêu chuẩn, đồng thời chủ động khai thác thêm các thị trường mới. Mục tiêu đặt ra đối với xuất khẩu rau quả năm 2024 là đạt từ 6,5 đến 7 tỷ đô la Mỹ.